Vâng, tiếp tục em Lê Tuấn lại tìm được cho các bác một siêu phẩm VS1 VS210 VS210 tức là gầu súc lật các bác nhá. Xe này của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản, người Nhật Bản làm ra. Và tất cả trên thế giới này nói về hàng Nhật Bản, đúng không các bác? Thì đứng số 1 trên thế giới, em không nói đứng số 2, nhưng mà cũng không ai ngoài Nhật Bản nói về hàng bền bỉ và nói về góc độ đẹp, bền bỉ, xuất sắc. Thì từ dòng xe ô tô các bác nhá, cho đến máy múc, máy cày, và cho đến xe điện, và đến con người Nhật Bản, đúng không? Đấy, cũng châu Á của chúng ta, vẫn là xịn sò, vẫn là đẹp, từng đường nét chi tiết đẹp cực kỳ, không có gì để nói. Tất cả hôm nay em giới thiệu chúng ta một siêu phẩm người đẹp, đúng không ạ? Về kép đấy, như em vừa nói xong đấy, thì em này là VWS210 3. Thì ở đây thì các bác trên kênh của em là toàn máy cày và cái mày và máy cày. Còn về hàng này thì hôm nay em cũng xuyên qua một chút, bởi vì có người em nhờ em lên kênh bán hai chiếc, em đều lên kênh, một chiếc 500 và chiếc 210. Thì chiếc này và chiếc trong nhà thì là đòi 600, thì chiếc trong nhà là 350, còn chiếc này là 250 các bác nha, không phải ít tiền. Nói về hàng Nhật đẹp mà, thì tất nhiên là chơi mau ra, mà chơi mau ra thì phải lắm tiền đấy. Đẹp thì đối với khoái đó, có cảm xúc. Rồi nói vui các bác thôi, đi vào chiều hề chính thì tất cả đường nét em nói các bác này, từ này tất cả các, tức là sơn, nói về sơn của gầu các bác nhá, từ ắc cho đến bê tông đấy, và cho đến tất cả mọi ấy là hàng bãi Nhật Bản, hàng bãi các bác nhá. Đây này đang sáng rưng luôn đấy, trong quá trình để ngoài nắng mưa đấy. Hàng gầu này là hàng xịn sò, cái này là gầu này chỉ có hơn nửa khối các bác nhá, hơn nửa khối gầu này, hơn nửa khối. Rồi bánh của nó là bánh to, rất chỉ chịu lực, cực kỳ đẹp. Đây là ống dầu, ống dầu các bạn đẹp không? Đây ống dầu, đây, đây lại, đây các bác, chuẩn chỉ, đầy đủ tất cả vũ vê đèn. Cái này bị vỡ mất đèn, các bác này, rất tiếc, đây vỡ mất đèn, đèn zin, đấy, rất đẹp, từ ắc bê tông cho đến tất cả các thứ, đây, không có gì để nói, đấy, rất chi là chuẩn chỉ. Đấy, qua đây. Đấy. Và vô lăng đẹp không? Đấy, vô lăng này đang còn rin, tất cả mọi công tắc đang nguyên si từ cái bạn đàm bàn đạp, rất đẹp các bác, cực chuẩn. Nói về đồ Nhật thì các bác biết rồi, đây này, công tắc đây. Đấy, đây rất đẹp, nhắc lên và thắng. Đấy, ghế ngồi đấy, và đít đôi của em đẹp cực kỳ đấy các bác. Thấy chưa? Thiên thần của em. Ok. Đấy các bác. VWS210 3. Rồi. Rồi. Rồi, ra các bác nha. Này, ra. Đấy, thắng. Úi giời, cực đẹp. Không có gì để nói. Rồi con này 250 triệu các bác nhé. Đấy, 250 triệu báo giá cho các bác. Một câu xanh dần, hàng Nhật, chất lượng cao, đẹp, tỉ mỉ, tinh vi, đẹp xin mít, nhưng mà tiền nó cũng đẹp các bác nhá. Đấy, nhưng mà em chấp các bác luôn, một con này chấp ba con kia, chấp ba con của Trung Quốc. Đấy, một cái này chấp ba con của Trung Quốc, cực kỳ đỉnh cao, rất chuẩn chỉ. Nói về hàng này riêng như thế này thôi là 250 triệu. Đấy, cực đỉnh. Và có một số gầu gấp và gầu ấy đây các bác. Đấy, bác nào cần để đem em mua dùng cho các bác. Gầu bốc đấy, của Nhật Bản chính hãng, hàng Việt Nam, không phải hàng Nhật Bản, chất lượng cao, cực đẹp. Đấy, và đây
là chỗ đổ dầu và một chỗ đổ thủy lực, hai thùng hai bên. Rồi và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác nào cần đến hàng Nhật Bản, các bác nhá, hàng Nhật Bản này em nói các bác là không phải ít tiền đâu. Đấy, cho nên các bác phải hết sức coi như là thông cảm cho em, báo giá đấy 250 triệu. Đấy, tiền không phải tiền ít các bác nhá. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn lại các bác video sau. Đấy, và riêng con này VS12, tức là VS210, đấy 250 triệu giá bán đó nha. Rồi cuối cùng em xin tạm biệt người đẹp Nhật Bản cũng như tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em, cho em một like cũng như các bác máy cày ưa thích kênh, các bác đăng ký kênh. Còn bác nào trong gia đình mà đang cần xúc lật hàng Nhật thì điện thoại cho em 0394 326198 mình dẫn các bác đến. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.